Minh ở Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Tết chúc xuân nay khắp mọi nhà, mừng cho đất nước ta luôn thịnh giàu, năm cũ đi qua xin cầu chúc, mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và quý bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Bão Lộc, 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, sắp trúng lớn đặc biệt, trả sạch nợ, đổi đời, xứng tầm đại gia. Quý vị thân mến, trời sinh Đinh Dậu sinh năm 1957, mang sứ mệnh thăng trầm, yêu thích cuộc sống ôn hòa không tranh đấu. Tuy nhiên đa phần tuổi trẻ gặp khó khăn nghèo khổ, về trung vận và hậu vận mới dần phất lên trông thấy. Con giáp này chọn tình nghĩa hơn vật chất, giàu tình cảm, sống nhân hậu, tích được nhiều đại đức, thích được người đời tôn trọng và kính nể. Bước vào thời điểm cuối năm tới đây, nhờ nhiều cát tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho những người tuổi Đinh Dậu. Đặc biệt là trong 7 ngày cuối cùng của năm, vận mệnh của Đinh Dậu bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ, tiền bạc sẽ dồn về như sóng biển, tạo nên cuộc sống giàu có và phú quý. Vậy, số mệnh của tuổi Đinh Dậu 7 ngày cuối cùng của năm sẽ biến động ra sao? Cơ may nào sẽ đến? Xin mời quý vị cùng like và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chi tiết ngay sau đây nhé! Quý vị thân mến, xem tử vi 7 ngày cuối cùng của năm tuổi Đinh Dậu, bước sang 7 ngày cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều thăng trầm. Tự tin chính là chìa khóa giúp cho bạn đạt được thành công một cách tốt nhất. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong thời gian này. Tứ hành xung đẩy bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu. Thậm chí nếu bạn nghe thêm ý kiến của người khác còn cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời gian mà bạn cần ở một góc riêng để xác định lại mọi mục tiêu một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, đối với một số người tuổi Đinh Dậu thì đối mặt với sự mâu thuẫn lợi ích nơi công sở, bạn nên tìm cách rút lui, vì càng lún sâu vào đó thì sẽ có càng nhiều rắc rối khó lường. Thực ra trong khi đó bạn vẫn có thể tập trung vào công việc và thể hiện năng lực, trong khi mọi người mãi đấu đá nhau. Nhất là khi có chính quan làm chỗ dựa tinh thần, thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp, không để những ý kiến trái chiều khiến cho bạn đi lệch hướng. Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm gia đình của con giáp tuổi Đinh Dậu. Thời gian này bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc, nên có vẻ hay giận hờn khi người thân con cái không có nhiều thời gian chăm sóc quan tâm bạn như trước. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết tử vi sức khỏe. Xem tử vi của 12 con giáp 7 ngày cuối cùng của năm âm lịch, về mặt sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh cảnh báo người tuổi Đinh Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt. Nếu không chăm sóc bản thân tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể. Khi bước sang 7 ngày cuối cùng của năm này, thời tiết lạnh, người tuổi Đinh Dậu cần đảm bảo việc giữ ấm cho cơ thể, kẻo dễ mắc các bệnh như là thương hàn, cảm lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí là gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Mùa đông, dương khí của trời đất suy yếu, vạn vật tàng ẩn, nhiều loại động vật thực vật gần như trong trạng thái ngủ đông, chuẩn bị cho mùa xuân sinh sôi phát triển. Cho nên dưỡng sinh trong mùa đông thì cần phải chống lạnh, tàng tinh dưỡng ẩm, nghỉ ngơi phải điều độ, vận động không được ra nhiều mồ hôi, việc phòng thất phải hợp lý không được quá độ. Dưới đây là lối sống dưỡng sinh trong mùa đông sẽ giúp cho con giáp tuổi Đinh Dậu nâng cao và giữ sức khỏe tốt trong những ngày cuối này. 1. Dưỡng sinh trong ăn uống. Duy trì uống đủ nước. Mùa đông lượng nước cơ thể bài tiết qua được mồ hôi và nước tiểu giảm, nhưng các tế bào nuôi dưỡng đại não và các cơ quan khác trong cơ thể hoạt động bình thường. Cơ thể vẫn cần được cung cấp một lượng nước cần thiết để đảm bảo cho quá trình trao đổi chất. Vì vậy, hàng ngày nên cung cấp khoảng 1,5 đến 2 lít nước cho cơ thể. Lựa chọn thực phẩm phù hợp dưỡng sinh trong mùa đông,
coi trọng bồi bổ cơ thể một cách khoa học. Người dương khí hư thì phải chọn ăn nhiều đạm, thịt động vật như là thịt bò, thịt gà, thịt dê. Người khí và huyết đều hư có thể ăn thịt gan, thịt vịt, thịt gà đen. Không nên ăn uống các loại đồ sống, đồ lạnh mà gây tổn hại dương khí của cơ thể. Buổi sáng ăn cháo nóng, buổi tối ăn ít lạnh là phương pháp tốt nhất để bảo vệ dạ dày. Các loại cháo như là cháo nếp táo đỏ, cháo bát bảo, cháo hạt kê là thích hợp nhất. Cũng có thể ăn cháo long nhãn để dưỡng tâm an thần, cháo hoa cúc giúp sáng mắt giải nhiệt, cháo cá diếc dưỡng dạ dày, cháo phục linh dưỡng tỳ tạng, cháo vừng ích tinh dưỡng âm, cháo hạt óc chó dưỡng âm cố tinh, cháo táo đỏ ích khí dưỡng âm, cháo ngân nhĩ dưỡng phổi và cháo củ cải giúp tiêu đờm. Tuy nhiên, ăn uống vào mùa đông cũng tùy vào từng cơ địa của mỗi người, thói quen và liều lượng mà sử dụng điều độ, tránh lạm dụng quá nhiều thức ăn không hợp lý sẽ có hại cho sức khỏe. Về vấn đề dùng thuốc bổ thì cũng cần phải tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Mỗi trường hợp cụ thể, mỗi cơ địa từng người sẽ có một phương pháp dùng thuốc riêng. Về tử vi tài lộc, theo tử vi 7 ngày cuối cùng của năm của tuổi Dậu, ngũ hành tương sinh mang tới một số cơ hội về tiền bạc, nhưng không phải ai cũng có thể tinh ý nhận ra. Thực ra mọi thứ ban đầu có vỏ bọc khá khó khăn, mà không phải ai cũng có thể đủ kiên nhẫn để tháo gỡ, thấy được sự lung linh ở bên trong. Thế nên chỉ cần không bỏ cuộc, là tuổi Đinh Dậu cũng có thể thu về một chút tiền bạc cho mình trong 7 ngày cuối cùng của năm. Đó có thể là thu nhập ngoài lương, hoặc đơn giản là khoản đầu tư đang sinh lợi cho bạn. 7 ngày cuối cùng của năm này Lục Bạch nhập cung chính Bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nhất là những người có quyết tâm lớn trong việc cải thiện tài chính thì sẽ có thể đạt được trong 7 ngày cuối cùng của năm này. Trong 7 ngày cuối cùng của năm, tài vận của con giáp tuổi Dậu có nhiều thăng trầm khó đoán. Đó cũng là điều thú vị khi mà không phải việc gì cũng sẽ diễn ra theo kế hoạch. Quan trọng nhất là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với vấn đề xảy ra hay không, vì bạn luôn có lối thoát ngay cả trong tình trạng khó khăn nhất. Đối mặt với ảnh hưởng của tứ hành xung nên những thời điểm của con giáp tuổi Đinh Dậu rỗng túi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng may mắn là có người đứng ra hỗ trợ để bạn vượt qua trở ngại. Chính sự cố này tuổi Đinh Dậu mới nhận thấy tầm quan trọng của việc có tiền dự phòng. Nếu bạn chưa có tiền tiết kiệm, bạn nên giữ được ít nhất 10% thu nhập. Khi thu nhập tăng thì tỷ lệ tiết kiệm cũng phải tăng theo. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm tiền trước rồi mới tiêu tiền. Tuy nhiên, với những ai ham học hỏi không ngừng phát triển bản thân, thì lúc này sẽ có người mang đến cho bạn những cơ hội hứa hẹn về mặt tài chính. Một hành trình mới sắp bắt đầu, bạn có thể sẽ khởi đầu một công việc mang đến cho bạn nguồn thu ổn định. Tử vi sự nghiệp. Theo dõi tử vi 7 ngày cuối cùng của năm của 12 con giáp xét về phương diện sự nghiệp, nếu đủ tỉnh táo để nắm bắt cơ hội và không quá tham lam, bạn có thể hoàn thành xuất sắc mọi công việc. Tuy rất bận rộn nhưng có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Mệnh có thai nên không loại trừ một số trường hợp kéo bè, kéo cánh trong cơ quan để gây mâu thuẫn với nhau. Đối với những trường hợp như thế này thì sẽ dễ có thêm thị phi. Nếu bạn cố gắng bình luận những điều tiêu cực, thế nên cách tốt nhất là chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ mục tiêu trong 7 ngày cuối cùng của năm. Học cách khai thác các khía cạnh sáng tạo trong công việc để đẩy nhanh tốc độ, gia tăng tính hiệu quả. Khi bạn quá bận rộn thì bạn sẽ không có thời gian cho những việc vô nghĩa khác. Ngược lại, nếu bạn đang rơi vào tình trạng trì trệ, hãy xem xét động lực của bản thân và những mục tiêu trong cuộc sống. Nếu những công việc vốn đã không còn mang đến ý nghĩa hoặc lợi ích cho bạn, có thể đây là lúc để bạn dừng lại. Tiếp theo chương trình là tử vi chi tiết từng ngày trong vận trình 7 ngày sắp tới. Mời quý vị cùng theo dõi để đưa ra dự định sớm nhất cho bản thân. Vận trình ngày 24 tháng Chạp. Tử vi tuổi Dậu ngày này chỉ ra rằng bản mệnh dễ bị mất tập trung vì có quá nhiều mục tiêu nhảy nhót ở trong đầu. Đã đến lúc bạn đặt bút xuống để viết ra những mong muốn của mình, sau đó loại bỏ bớt những gì không thực tế. Bạn nên nhớ rằng năng lượng và thời gian có hạn, do đó trong mỗi một thời điểm bạn chỉ tập trung được một vài việc nhất định mà thôi. Nguyên lệnh lâm quan cho thấy bản mệnh có cảm giác lạc lõng trong gia đình, thậm chí giận thương cũng không được quan tâm, tự lo tự một mình xử lý với khó khăn khiến bạn buồn tủi. Mỗi khi làm việc gì mới bạn để ắp hy vọng. Thế nhưng nhanh nản vì đối mặt với khó khăn, bạn phải trải qua cảm giác thất vọng này và sẵn sàng đối đầu mới có cơ hội thay đổi cuộc sống. Dịch mã chủ về dịch chuyển cho thấy công sức bỏ ra không ít nhưng bù lại sẽ có thành quả xứng đáng trong tương lai. Không ít người càng vất vả bôn ba xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Ngũ hành tương sinh có lợi cho việc hợp tác, nhất là khi bản mệnh là người có tài năng hoạt bát được mọi người yêu mến, tin tưởng. Thế nên hãy đừng làm cho người khác thất vọng vì đã trao niềm tin cho bạn nhé. Khẩu quyết: hãy thận trọng với những kẻ hay nói xấu sau lưng. Quý nhân: Tị, Dậu, Tiểu nhân, Mão, Tuất. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 13.
32, 67. Vận trình ngày 25 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Đinh Dậu cho thấy, hầu hết các phương diện của người tuổi Đinh Dậu đều khá suôn sẻ trong ngày, có lục hợp che chở, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần đều theo chiều hướng tích cực, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực, nhân lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của chính bản thân mình. Tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Tài vận khá hanh thông, có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu, có chi. Nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Cát khí cũng giúp cho vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách đối xử với con cái, những vấn đề không quá nghiêm trọng. Về phương diện sức khỏe thì không có vấn đề gì đáng lo. Bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại để phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ, khẩu quyết, chân trời phía trước rộng mở, hãy tin tưởng vào các cơ hội. Quý nhân, Mão, Tý, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, vàng, xanh lá, con số may mắn, 23, 11, 60. Vận trình ngày 26 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Đinh Dậu cho thấy, hầu hết các phương diện của người tuổi Đinh Dậu đều khá suôn sẻ. Nhưng về khía cạnh tiền bạc, bản mệnh không được chủ quan. Để tiền bạc mang lại cho bạn cuộc sống như ý, bạn cũng phải cần biết sử dụng chúng cho thật khôn ngoan. Nguyệt lệnh trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều. Thái độ với cuộc sống của bản mệnh thời gian này cũng thay đổi tích cực. Bạn khá cởi mở hồn nhiên, ngày nay bạn cũng thích làm việc thiện hơn, vì việc này giúp bạn có được sự bình yên, trân trọng cuộc sống của mình. Thế nhưng con giáp Dậu cũng cần lưu ý, phân bổ thời gian để được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu đặt công việc lên trên cả sức khỏe của mình là điều không nên chút nào. Nguyệt mã chủ di chuyển cho thấy, ngày này bản mệnh vất vả trong việc đi lại, bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc, ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng, giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối. Khẩu quyết, hãy cố gắng có tầm nhìn xa hơn trong mọi việc đang diễn ra. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Mão, Tuất, màu sắc may mắn, nâu, vàng, con số may mắn, 23, 67, 8. Vận trình ngày 27 tháng Chạp. Ngày mới mang tới nhiều may mắn hơn cho tuổi Dậu, vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phấn chấn vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tử vi ngày tuổi Đinh Dậu cho thấy, nhờ quyệt lệnh lâm trường sinh và sao tả phù nâng đỡ, công việc của bản mệnh đã khá hơn. Một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong ngày mới của Dậu cũng được dự báo nhiều sự cải thiện. Thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh. Nên đừng quên cảm ơn với những người đã kề vai sát cánh với mình nhé. Trong ngày đường tình duyên gia đạo của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cân đối thời gian hợp lý để không phân vân lựa chọn, sức khỏe bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và uể oải. Tuổi Đinh Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố gắng khiến cho bản thân quá tải. Khẩu quyết, công việc vốn thế nào cứ làm thế ấy, mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, đỏ, con số may mắn, 42, 78, 90. Vận trình ngày 28 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Đinh Dậu thời gian này, bạn hãy sẵn sàng tinh thần cho những thử thách gian nan. Nhưng điều tuyệt vời là bạn thể hiện được năng lực của mình và mọi thứ được ghi nhận bằng những thành quả mà ai cũng thấy rõ. Đế vượng nhập mệnh nên không ít người tuổi này trở nên cao ngạo hơn khi bản thân có thành tích, còn người khác thì không. Nếu bạn còn duy trì thái độ này, thì cuộc sống của bạn sẽ lao đao vì có những người do ghen ghét mà tìm cách gây hại. Lời khuyên cho bạn là nên khiêm tốn vì trong thế gian này còn rất nhiều người giỏi hơn bạn, chỉ là họ chưa có cơ hội để gặp gỡ bạn mà thôi.
nhất là khi ngày này có kiếp tài càng khiến cho bạn bị mất tiền vì chủ quan. Họ có lợi thế, lợi dụng điểm yếu trong tính cách của tuổi Đinh Dậu để lợi dụng mà kiếm lợi, sau đó biến mất để lại bạn với đống nợ. Tam hội ghé thăm dự báo bản mệnh nhận được nhiều sự giúp đỡ. Có thể bạn sẽ nhận được sự ủng hộ và cộng tác từ nhiều thành viên khác tại nơi bạn làm việc. Bách viện chủ đào hoa dự báo, vận trình tình cảm ngày này của tuổi Đinh Dậu rực rỡ hơn mức mong đợi. Khẩu quyết, trân trọng hiện tại, đừng quá tham lam những gì mình không có. Quý nhân, thân, tị, tiểu nhân, mão, tuất, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số may mắn, 2, 56, 24. Vận trình ngày 29 tháng Chạp. Người tuổi Đinh Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong ngày này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Nhị hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tuy nhiên khi đã gặt hái được thành công, bạn trở nên ngủ quên trên chiến thắng, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi hưởng thụ trong thời gian quá dài. Lúc bạn lơ là, cũng là lúc đối thủ tìm cách vượt lên. Tình hình tài chính cũng có những chuyển biến đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp. Dù là làm ở lĩnh vực gì đi nữa, thì đây cũng là lúc bạn cần tìm thêm động lực cổ vũ bản thân mình tiến lên. Chớ vội vàng hài lòng với thực tại, chuyện tình cảm gia đình cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhờ tác động của ngũ hành tương sinh. Khẩu quyết, chuyện tài lộc tiến triển tích cực, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Quý nhân, hợi, tị, tiểu nhân, mão, tí, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số may mắn, 45, 75, 89. Vận trình ngày 30 tháng Chạp. Theo tử vi ngày tuổi Đinh Dậu âm lịch, chính con giáp này cũng có thể nhận ra rằng công việc sự nghiệp của mình đang có những bước tiến đáng mừng. Nhị hợp mang tới nhiều điều may mắn. Nếu bản mệnh có thể nhận ra và nắm bắt kịp thời, thì tương lai được thăng chức tăng lương sẽ chẳng còn xa. Khoảng thời gian này, bạn dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Chính vì vậy mà dù có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng vẫn có thể giải quyết được công việc một cách rất tuần tự, không bị lâm vào cảnh bối rối. Phong cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Mọi người xung quanh cũng không ngại giúp cho bạn một tay, để bạn có thể gặt hái được những thành công lớn lao nhanh chóng hơn nữa. Tuy nhiên dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, một số người trở nên thiếu quyết đoán hoặc hay thay đổi, có thể những khó khăn lường trước được khiến cho bạn trở nên do dự. Tuy nhiên con giáp này cần cổ vũ bản thân cố gắng hơn, bởi chỉ có cố gắng bạn mới có thể hoàn thiện bản thân, phát hiện ra thế mạnh của mình và gặt hái được thành công. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống và sinh hoạt điều độ. Quý nhân, mão, tuất, tiểu nhân, dậu, thìn, màu sắc may mắn, hồng, đỏ, con số may mắn, 24, 78, 23. Quý vị thân mến, ngoài yếu tố tuổi tác, thì phong thủy căn nhà cũng góp phần quan trọng trong việc quyết định hương vượng may mắn của một gia đình. Phong thủy chiếu sự ảnh hưởng của vị trí địa lý, năng lượng mà không ngừng biến hóa thay đổi. Một ngôi nhà được xây dựng sắp đặt hợp phong thủy sẽ vượng tài vượng lộc, có tác động tích cực tới vận số của chủ nhân. Chính yếu tố phong thủy vượng tài dưới đây, liệu nhà bạn có được bao nhiêu điều cùng xem nhé. 1. Nhà vượng sơn, vượng hướng. Trong phong thủy thì nhà vượng sơn, vượng hướng là một trong những thế nhà tốt nhất, đáng mơ ước nhất. Nhà này có hướng đại cát, đây là yếu tố phong thủy vượng tài đầu tiên và cũng là quan trọng nhất. Khi xem xét một ngôi nhà, vượng sơn, vượng hướng hợp với gia chủ sẽ phát huy sức mạnh uy phong, trang nghiêm khí thế, mở cửa nạp khí, vượng tài, vượng lộc. Người sống trong ngôi nhà hướng đẹp sẽ khai vận, thúc đẩy tài vận và sự nghiệp vận hanh thông, gia vận hài hòa, trạch vận cát tường. Vì vậy mà khi xây nhà hay là mua nhà thì không thể bỏ qua bước chọn hướng nhà tủ hợp tuổi. 2. Hướng cửa đại cát. Hướng cửa quan trọng không kém hướng nhà, bởi cửa chính là nơi đón khí. Mở đúng hướng thì đón được khí lành, mở sai hướng thì phạm phải khí dữ. Khi mở cửa thì nhất định phải chọn hướng mở ra là thoáng đãng, phóng khoáng, có cây xanh, có phong cảnh, có núi non thì càng tốt. Những cảnh quan này mang tới không khí và khí chất tốt, dễ dàng khiến cho lòng người khoan khoái, thân thể khỏe mạnh. 3. Bên cạnh nhà có dòng nước. Phong thủy tài lộc cho hay, nước đại diện cho tiền tài, ở gần nhà có dòng nước ao hồ sông suối chảy đúng hướng thì đúng là đắc tài đắc lộc. Nếu không có nguồn nước tự nhiên thì ở bên cửa chính đặt bể cá, hồ nước nhân tạo,
đài phun nước đều có tác dụng nâng cao tâm tình, thúc vượng tài lộc. 4. Sử dụng vật phẩm phong thủy hóa sát. Bất cứ ngôi nhà nào, dù chú ý tới đâu cũng không thể thập toàn thập mỹ. Hơn nữa hiện nay đất đai khan hiếm, để có vị trí nhà hợp phong thủy tuyệt đối là điều bất khả thi. Vì thế hãy trưng bày trong nhà những vật phẩm có tác dụng hóa sát, trừ hung như tiền ngũ đế, tiền lục đế, hồ lô, bể cá, la bàn ở những vị trí thích hợp để gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, tăng cường phúc khí. 5. Sử dụng thủy tinh để lưu chuyển năng lượng. Thủy tinh không chỉ là vật trang trí đẹp mà còn có tác dụng lưu chuyển năng lượng, cân bằng âm dương trong nhà. Chủ nhân nên bố trí đèn thủy tinh treo ở phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, nhất định có thể thúc đẩy tài vận của toàn gia. Tuy nhiên đèn phong thủy không hợp dùng trong phòng ngủ, nếu muốn dùng nên tìm hiểu thật kỹ. 6. Tranh chữ may mắn. Treo tranh trong nhà xây dựng quý khí là cách không phải mới mẻ. Mọi người nên áp dụng chẳng những vượng tài lộc mà còn phấn chấn lòng người, đặc biệt tăng thêm khí chất cho ngôi nhà, thể hiện phong phạm của chủ nhân. Phòng khách có thể treo tranh mẫu đơn phú quý, tượng trưng cho sự sung túc và cao sang, hay là nhà có người lớn tuổi thì treo tùng hạc diên niên, tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ. Nhà có người đương chức, đương quyền thì treo bát mã đồ để thúc đẩy quan vận. 7. Hạn chế khuyết điểm phong thủy. Không chỉ chú trọng tới việc tăng cường cát lợi phong thủy nhà ở, còn đề cao việc cải thiện những khuyết điểm, hạn chế hung hiểm trong nhà. Có thể lợi dụng nguyên tắc sơn cao thủy đê để bố trí các phòng trong gia đình theo cách cục sơn thủy, tối ưu hóa phong thủy, đồng thời giảm thiểu rủi ro. 8. Đại trạch không trống rỗng. Nơi ở muốn sinh cơ phú quý thì kiêng kỵ nhất là nhà lớn mà thiếu người ở, không gian bỏ trống, mang dáng vẻ cô đơn tĩnh mịch. Những nhà giàu có diện tích nhà rộng rãi cũng cần phải trang trí, bổ sung đồ đạc thêm phong phú để tạo cảm giác ấm áp thân thiện và có lợi cho việc tụ tài. 9. Dương khí đầy đủ. Một trong những yếu tố phong thủy vượng tài không thể không quan tâm chính là cung cấp đủ ánh sáng và đón dương khí. Phong thủy chú trọng âm dương hòa hợp, không chỉ con người mà còn phòng ốc cũng tuần hoàn. Theo nguyên tắc này, nhà có quá nhiều cửa, thừa dương khí thì tiền tài không tụ, nhưng nếu quá ít cửa khiến cho âm vượng dương suy thì dễ sinh bệnh tật, sự nghiệp và tài lộc đều không thuận. Vì không hiểu đúng về phong thủy nhà ở nên khi chúng ta vô tình bổ sung thêm năng lượng tốt sẽ giúp cho gia đình được hưng thịnh tài lộc, nhưng ngược lại nếu làm tăng năng lượng xấu thì kết quả sẽ ngược lại. Theo chuyên gia phong thủy, ngôi nhà mỗi gia đình đang ở đều mang năng lượng, do đó năng lượng tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và vào mục đích của việc áp dụng phong thủy nhà ở là cách mà chúng ta tác động để thay đổi năng lượng theo chiều hướng tích cực, giảm bớt tác động tiêu cực. Tuy nhiên, có nhiều kiến thức cơ bản chúng ta không thật sự áp dụng, dù rất muốn cải thiện tình hình cuộc sống cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình của mình. 1. Khi bước vào nhà chỉ nghĩ về những điều hạnh phúc. Việc đầu tiên trước khi bạn áp dụng biện pháp phong thủy trong ngôi nhà của bạn đó là đảm bảo cho một không khí vui tươi nhộn nhịp vui vẻ. Vì thế điều tối thiểu là các thành viên cảm thấy hạnh phúc với khuôn mặt rạng rỡ, chứ không phải là những khuôn mặt mà ai cũng nặng như chì vì mải nghĩ đến chuyện đâu đâu. Cùng với đó, ngôi nhà của mỗi gia đình nên được bài trí ngăn nắp, phải bỏ hết mọi thứ bừa bộn ở bởi ngôi nhà là nơi mọi thành viên trong gia đình sẽ quây quần sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Do đó ngôi nhà bừa bộn sẽ khiến cho tâm lý của mỗi thành viên trong gia đình thêm căng thẳng mỗi khi trở về nhà. Những thứ bừa bộn sẽ hút hết các nguồn năng lượng tốt và gây nên sự trì trệ. Do đó hãy bỏ hết những thứ bạn không dùng, không thích hay không cần. Không gian càng thoáng đãng thì cơ hội càng nhiều. 2. Hóa giải cho ngôi nhà bị bao vây tứ phía. Ngôi nhà của bạn lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng, cầu vượt, khách sạn sẽ phải chịu áp lực và ảnh hưởng đến khí lưu thông trong nhà. Theo phong thủy nhà ở thì nếu sống lâu dài trong ngôi nhà này, sức khỏe của gia đình bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Nhưng việc chọn vị trí nhà ưng ý là điều khá khó khăn, nên khi ngôi nhà bị bao vây tứ phía, bạn có thể cải thiện điều này. Để hóa giải, cách làm trước mắt là xây một hòn non bộ trong nhà hoặc trang trí một hòn đá cẩm thạch nhỏ đặt trong phòng khách. Như vậy thì vượng khí sẽ đến nhà bạn dồi dào hơn. 3. Làm cho cửa chính nhà bạn có sức mời chào. Nếu mọi người tới chơi mà cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm ra ngôi nhà của bạn thì đồng nghĩa với các cơ hội cũng khó ghé thăm tới bạn. Vì thế nên tìm cách để cho cổng nhà bắt mắt, thu hút sẽ cải thiện được tình hình. Nếu cần thiết, bạn có thể làm cổng hoặc mái vòm để đánh dấu lối vào nhà, hoặc ít nhất cũng hãy chắc chắn rằng chuông cửa nhà bạn đang hoạt động. Hãy quét sạch sẽ lối đi và bậc thềm, đặt chậu cây cảnh ở trước cửa và chắc chắn tấm đệm chùi chân có màu sáng và sạch. 4. Màu sắc không chỉ hợp mệnh mà còn kích thích tinh thần của bạn.
theo phong thủy nhà ở, màu sắc của ngôi nhà khá quan trọng và màu nên hợp mệnh của gia chủ. Ví dụ như người mệnh thổ thì màu thích hợp là màu vàng, màu nâu đất, hay những người mệnh thủy thì màu thích hợp là màu xanh lá cây, màu trong suốt. Nếu có thể thì đồ dùng trong nhà cũng hợp mệnh thì càng tốt. Tuy nhiên màu sắc cũng phải được phân bổ hài hòa, chứ tất cả chỉ một màu sẽ tạo cảm giác tức mắt và khó chịu. Nhưng quan trọng hơn đó phải là màu mà bạn thực sự yêu thích. Hãy chắc chắn rằng ngôi nhà của bạn thể hiện đúng con người bạn. Một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là cố lựa chọn những thay đổi mà bản thân họ không thích. Ví dụ như màu đỏ được coi là màu may mắn và thu hút tiền bạc, nhưng nếu bạn không thích nó thì sẽ chẳng được lợi ích gì. Nếu bạn đã không thích màu xanh lá cây thì nó cũng sẽ chẳng thể có tác dụng với bạn. Phải hiểu thật đúng thì khí hưng vượng, hưng thịnh trong phong thủy sẽ tốt lành và mọi người trong gia đình sẽ khỏe mạnh, làm ăn phát đạt và nhiều thuận lợi hơn. 5. Nhất định phải có cây xanh hoặc hoa tươi ở trong nhà. Việc tạo nên một không gian nhà thoáng đãng, khỏe khoắn, rồi dào khí lực là rất quan trọng để mang lại tài lộc cho gia chủ. Hãy đặt những vận mang nhiều khí lực như là chậu cây, chậu hoa và đảm bảo không gian cho không khí lưu thông tốt. Ngôi nhà nhà là không gian sống, vậy nên cần ưu tiên có nhiều, có cây xanh, không chỉ để tăng cường oxy, làm không khí trong lành, mà cây xanh còn mang đến khí lực để mang tài lộc cho gia chủ. Nhưng nên nhớ nếu hoa lá héo phải thay ngay, cành lá hỏng phải được cắt bỏ nhanh chóng. Nếu ý thức chăm cây như chăm cho hạnh phúc gia đình, bạn sẽ quan tâm tới việc này nhiều hơn. Ngoài ra, bạn có thể trồng hoa như là cách mang hương thơm tự nhiên vào trong không gian nhà bạn. Bạn nên trồng hoa nhài, hoa lục bình, cây chanh ở trong nhà. Trồng các loại rau thơm trong nhà bếp cũng là cách để bạn có được căn bếp luôn có mùi hương thoang thoảng. Hãy thử trồng một số loại rau như húng quế, bạc hà hay là rau mùi ở trong bếp và cảm nhận. Nếu không thể trồng cây trong nhà thì thay thế bằng hoa tươi. Mỗi sáng hãy mua một bó hoa tại chợ gần nhà, cắm vào lọ và đặt ở phòng khách để bắt đầu một ngày mới vui tươi và hứng khởi. Hoa tươi sẽ mang năng lượng tốt, xua đuổi vận đen và mùi hương thơm mát vào trong nhà bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe, niềm vui và sự may mắn trong cuộc sống sau khi xem hết video này. Hãy quay lại mỗi ngày với Minh Đường Tử Vi cô bác nhé. Chúng tôi luôn ở đây để chia sẻ, dẫn đường và đồng hành cùng quý vị.